Xin chào các bạn, hôm nay Tâm xin hướng dẫn các bạn dăm cành, cái nếp ấm, tỷ lệ lên rất kia là cao. Đây, thành quả của Tâm dăm cành đó các bạn. Khô ở trên nhưng mà vẫn mầm vẫn đây này. Đó, mà vẫn lên tốt các bạn ơi. Đó, đây là cây đã sống rồi các bạn ơi, đây mầm này, đó. Đó, có nhiều chầu nó lên rất là nhanh luôn các bạn. Đó, đây chầu nó đang còn nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà đây vẫn tỷ lệ sống rất là cao. Đây. À, các bạn thấy không? Đây là thành quả của Tâm trồng vào 1 tháng. À, rất nhiều. À, khô ở trên này. Nhưng mà chầu vẫn lên. Rất kỳ là mạnh. À. À, có bước để dăm cành đó là các bạn ngâm sơ dừa. Ngâm đây sơ dừa. Ngâm sơ dừa trong nước cả 15 phút hoặc nửa tiếng để cho các chất ở trong sơ dừa nó sẽ ra hết. Đây, đây là thon, ít thon các bạn, ít thon để cho nó giữ ẩm cho cây. À. Đây là thúc để mình kích rễ, đây là thúc lithocyanin điều hòa chất cộng với thuốc kích rễ. Này, đây thuốc kích rễ. Các bạn có thể tha cái loại này bằng Atonic. Atonic thì một bịch 10.000, rất là rẻ luôn, có thể thay loại này. Đây, đây là dung dịch mình đã pha chế rồi. Các bạn pha chế cả ít thôi, cả 1 cc 2 cc thôi, không cần nhiều đâu. Đây, đây là cái nắp ấm mình đã trải rồi, để lại 1 mét mét ngay cho vị trí này các bạn này. À, mát ngay vị trí ngay đây nè. Cái nắp ấm đây, nó cắm bỏ vào ngâm cả bỏ vào dung dịch. Có bọn ngâm cây thì cỡ 15 phút. 15 phút là 15 phút 20 phút là vừa đạt các bạn. Đừng có ngâm quá thì cũng không tốt. Đó. Ngâm trong 15 phút. Còn đây đây là keo liền sẹo, mình lại thích lụa keo liền sẹo này, keo tiếng Mỹ này. À, đây nó có nhiều dừa liền sẹo cho cay và có nhiều chất bổ sung cho cay này, nó nhiều chất. Đây là chảo cay. Đây là điều quan trọng, đây là những cái bô này là bọn trồng sang là bọn bỏ vào để tạo môi trường nhiệt kính, nó rất kỳ là phụ thuộc vào cái bô này và gần 60% tỷ lệ để cho cây phát triển đó bọn, tạo nhiệt kính, môi trường tạo nhiệt kính. À, chứ không là phơi ở ngùa, khi xưa mình phơi ở ngùa là cây nó chết quẹo ấy. Từ khi mình biết là phải có cái bao này tạo môi trường nhiệt kính, tỷ lệ dâm lên là phải trên tới 10% các bạn đó. Bạn này rất là quan trọng. Đây, đây là mình lùng sản này, xay dừa với cạn với thon đó. Sau 15 phút chúng ta lấy rồi, lấy rồi. Bọn này sắp lệ, sắp lệ. Và bước cùng đó là mỗi bọn lấy này. Đây là keo liền sẹo, keo liền sẹo này, bọn bao ở đây, bao ở đào này, đó. Bao ở đào là bao mấy cái lói mà mình, đó. Là bao một ít tiền lói để cho keo liền sẹo đến thấm vô để cung cấp chất dinh dưỡng. Đó. Như vậy là xong các bạn, như vậy các bạn trùm bô lại, để nơi thoáng mát các bạn.
tuyệt đối là không né. Xin cảm ơn các bạn.